Bây giờ mình đang đi vào chùa hang thì Lý Sơn ngoài những cái địa điểm nổi tiếng ví dụ như là hang Câu nè, chùa Hang nè, rồi là cổng Tò Vò, thì cái việc mà chạy xe máy xung quanh đảo để xem người dân người ta sinh sống, người ta sinh hoạt và người ta làm ngư nghiệp như thế nào cũng là một cái trải nghiệm mình nghĩ là các bạn không nên bỏ qua. Một cái giống như là cái nhà di tích về Hoàng Sa Trường Sa các bạn. Và đằng trong kia thì mọi người đang nghe cái anh Thuyết Minh nói về tức là về con người Lý Sơn với lại các dụng cụ ngư cụ rồi đi ra hòn đảo Hoàng Sa Trường Sa. Thì đây là lần đầu tiên mà mình tới đây. Thì ở dưới này thì đó, ngoài kia thì nó sẽ có một cái khu tượng đài để mọi người chụp hình. Ở trong này thì có một cái nhà lưu niệm, có những cái vật dụng về những cái chứng tích rồi những cái tài liệu rồi những con tàu. Và khi mà mọi người đi tour thì vào đây sẽ có một anh giống như là anh làm gọi là thuyết minh viên ở đây á, anh sẽ nói giới thiệu về những cái dụng cụ cũng như là con người về Hoàng Sa Trường Sa. Thì mình chưa đi vào đây bao giờ thì đó cũng là một trải nghiệm khá là hay nếu như mọi người mà muốn tìm hiểu kỹ về con người đảo Lý Sơn ha, để mình vô cho các bạn coi ở đằng trong. Nếu lỡ đồng đội của mình vì một lý do nào đó mất thì những người còn lại sẽ dùng những cái vật dụng mà các đồng đội mình mang theo đây. Thứ nhất là cặp chiếu bánh điện, thứ hai là bãi cặp tre, thứ ba là bãi sợi dây mai, thứ tư là mọc cặp tre. Bây giờ mình đang đi vào chùa Hang thì ở đây người ta mở hàng quán rất là nhiều. Bạn có thể là mua đồ lưu niệm 3 năm, năm 2013 thì nó hơi ít, bây giờ rất là nhiều. Thì con đường này đi vào chùa Hang các bạn. Là chùa Hang các bạn. Đây là giống là cái hang này. Nhưng mà đây thì có một cái ngôi chùa ở dưới nên là người ta gọi là chùa Hang. Đây là cái hang mà có cái ngôi chùa này các bạn. Thì đây là có một tượng Phật ha. Ở trên là có một cái Phật đá dựng này. Xung quanh là hang. Nhìn rất là hoành tráng luôn các bạn. Ở đây có những cái gốc cây bàng cực kỳ to luôn. Không biết là bao nhiêu năm nữa. Chắc phải cả trăm năm mới được như vậy luôn á. Ồ. Xuống dưới này cái là rất là mát nha, mát cực kỳ luôn. Ở đây thì các bạn có thấy là thấy một cái tượng Quan Âm này, Quan Âm nhìn ra ở ngoài biển. Đây là view mà từ chùa Hang các bạn có thể nhìn ra hướng kia là biển. Tuy nhiên là mình đang đi vào mùa nước nó cạn á, thì ở Lý Sơn thì như là có 8 ngày là nước nó thủy triều nó rút rất là sâu, ví dụ là mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4. Và ngày 14, 15, 16, 17, 18 hay sao á, tức là tính theo lịch âm lịch nha, thì nước nó rất là cạn và nhìn cả thấy cả rong rêu đá nó nổi lên luôn như các bạn đang nhìn thấy ở đây.
Lý Sơn thì có một cây bông giấy rất là nổi tiếng mà nó to và nó rợp bóng, đến mùa mà nó nở hoa hết là nhìn nó rất rành tráng, thì đây chính là cái cây bông giấy đó. Tuy nhiên là lúc mà mình đi thì hoa nó nở gần hết rồi và nó đã tàn, nó rụng hết rồi nên là không được nhiều, nhưng mà nếu như bạn đi thì nhớ ra đây check in nha. Đây là hàng câu các bạn. Mình nghĩ là cái chỗ này hình như là cái chỗ nổi tiếng nhất của Lý Sơn rồi. Có một cái vách đá nó dựng đứng và đá này là theo mình biết là đá của núi lửa, nhìn rất là hoành tráng luôn, nhìn ở trong nhìn ra là cả một cái bãi biển, thì tại vì đang đi vào cái mùa biển nó cạn á nên là nhìn nó không có được nhiều nước như là mùa bình thường. Hồi xưa thì mình cũng có đi lặn san hô ở đây, tuy nhiên là bây giờ nước cạn mà cũng không có lặn được, và bây giờ mình nghĩ san hô nó cũng không còn nhiều như hồi xưa, nhưng mà cái chỗ này rất 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 là đẹp để chụp hình luôn. Một cái địa điểm này cũng rất là nổi tiếng và được mọi người lên đây chụp hình rất là nhiều, đó là núi Thới Lới, đỉnh núi Thới Lới là chính xác hơn, nó nằm ở ngay trên hang câu các bạn. Thì trên này các bạn có thể chụp được, thấy được cả một cái view biển rất là hoành tráng luôn, và có những cái mỏm đá nó nhô ra, có những cái vách núi chứ, những cái vách núi nó nhô ra, các bạn có thể lên đó chụp hình nhìn rất là ảo. Đi từ hang câu mà đi lên đây thì bạn chạy xe máy lên nha. Tuy nhiên là xe máy đi lên thì nhớ chạy số 1 nha, tại vì đỉnh nó khá là dốc á, thì các bạn có thể chạy lên đây và dừng dọc đường để chụp hình. Nếu như mà đi theo dạng mà tour xe xe điện hoặc là xe mà các bạn thuê xe xe hơi á, thì nó không dừng ở giữa chừng để các bạn chụp, phải lên tới đỉnh tại vì mới có chỗ đậu xe. Tuy nhiên là các bạn nên đi xe máy để có nhiều cái chỗ chụp hình hơn. Người ta bày bán những cái món đồ ví dụ là tỏi cua đơn rất là nổi tiếng ở Lý Sơn này. Rồi ở đây là có cái gì rau câu này, 500.000, 50.000, 50.000 chứ không phải 500.000. Ví dụ như là một ít tỏi Lý Sơn như vậy thì tầm chả biết giá bao nhiêu xíu rồi mình hỏi. Cái này là 90.000 cũng khá là rẻ các bạn. 90.000 cái này là tầm khoảng là như là 1 ký sao á, khá là rẻ đó. Thì nếu như các bạn nào, mình thì rất là thích ăn tỏi nào, nên là nếu như các bạn nào mà thích ăn tỏi hoặc là muốn tìm hiểu thêm thì cũng có thể tới đây ghé mua những cái này về nhà ăn. Ở đây người ta cũng có bán luôn cả tỏi đen với lại rượu rượu mà người ta ngâm tỏi á. Bên này thì đường là rượu mà người ta ngâm tỏi. Uống cái này không biết là say không, nhưng mà cái mùi mình nghĩ nó rất là hăng. Cái này là bánh khoai lang các bạn. Xong cái này là đường thốt nốt và đường phèn này kia. Mà sự Huế cũng đem vô đây bán luôn này. Cái này là cá này. Cá. Đây là rượu tỏi này. Đây là nhìn là tỏi đen các bạn, tỏi đen là từ này là 59.000. Cái này không phải là tỏi đen, là cái này là giấm tỏi mật ong các bạn. Đây là rượu tỏi đen này, rượu tỏi đen này. Chắc là mình phải thử thử một miếng xem như thế nào. Có hình rồi các kiểu, các bạn có thể ghé đây có thể mua những cái món đồ này về. Các bạn nhìn thấy không, địa điểm check-in không thể thiếu một lần mà ra Lý Sơn cổng Tò Vò. Mình không biết là người ta từng đó người lên có sập hay không nữa. Đây quá trời đông là phải xếp hàng này. Thì bên này là sẽ có hoàng hôn nữa các bạn, từ cổng Tò Vò nhìn qua thì sẽ có hoàng hôn bên này đó, hoàng hôn đang xuống. Đây chính là hoàng hôn.
Đó, thì từ cổng Tò Vò các bạn có thể nhìn qua hoàng hôn ở như này. Đó. Xe cổ kẹt xe luôn các bạn. Kẹt xe ở cổng Tò Vò. Rất là nhiều xe máy cũng có, xe du lịch cũng có. Cảnh tượng này giống Sài Gòn quá. Đây cho các bạn coi cách là người ta xếp hàng. Đây là đường cổng Tò Vò, đang đông nghẹt và đang kẹt đường luôn. Thì nhìn qua bên kia là hoàng hôn. Đây, mình ra đây mình cho các bạn coi. Đó, đông nghẹt. Có bán đồ bán đòn luôn. Đông như hội à, phải xếp hàng nữa các bạn. Phải xếp hàng đây nè mới chụp được. Đông quá. Đây, các bạn thấy cổng Tò Vò đông như hội luôn. Kẹt đường cổng Tò Vò ngắm hoàng hôn. Đây này, ở dưới này còn thêm một lớp người này. Trời. Là không biết là đang ngắm hoàng hôn hay là đang đi ngắm người nữa. Đông như hội các bạn. Phải dành nhau để chụp hình. Mà mặt trời bây giờ nó chưa kịp ló ra nữa, nó phải qua cái đám mây kia nó mới xuống được. Đây, bên này thì rất là đông người đang ai cũng đưa cái máy lên để chụp. Chắc mình phải thoát ra khỏi chỗ này, chạy qua bên kia chụp nó sẽ đẹp hơn. Xin chào các bạn và cảm ơn bạn đã xem cái vlog về hòn đảo Lý Sơn, và sắp tới sẽ làm một cái vlog về riêng về đảo bé. Và nếu như các bạn thích thì nhớ nhấn like và subscribe cái channel của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.